môn hạ của Lý Tổng Binh về Hoa Nam xin viện binh của Văn Nguyên Soái. Viện binh đâu mà tương dương thất thủ và phụ thân tôi vừa gục chết đau thương. Với nhau danh giữ miết ngõ kẻ cầm mà gươm phải trả nợ quê sầu tuyệt vọng một thân gái dầm trường tan tác cả linh hồn. Xin chia buồn cùng Lý cô nương một dòng máu liệt quanh. Xin cô nương hãy trao cho tôi bảo vật rồi cùng trở lại Hoa Nam. Lý cô nương, chớ làm trao bất mật đồ cho quân Mông Cổ. Nhà ngươi phải chết. Xin cảm ơn ông. Ông đây là Cao Nguyên Bình, đệ tử của Lôi Phong Kiếm Dương đại nhân. Vạn hạnh, xin cảm tạ Cao huynh. Lý cô nương, nhiệm vụ của cô nương còn nặng nề lắm. Từ đây về đến Hoa Nam còn xa dữ viễn. Cô nương hãy sớm lên đường, tại hạ sẽ ở lại đây chặn đường quân Mông Cổ. Đã trễ rồi, người Mông Cổ đã có mặt khắp nơi. Tử quyết trận bắt đầu. Vâng lệnh. Hãy đuổi theo. Phải. Bức mật đồ đã vào tay ta rồi, các người hãy về tâu lại với Dương gia, ta sẽ về sau. Nhưng quận chúa ở đây một mình. Hãy vâng lệnh ta. Vâng. Chủ quan, hãy cho ta một giờ rượu. Chủ quan, hãy cho ta một giờ rượu nóng. Sơn ca. Dương Bích Tuyền, sao hôm nay em lại đến nơi này? Không phải hôm nay mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quan văn, dõi mặt trời xa chờ đợi một bóng người. Tuyền muội chờ ai? Chờ một người trai đã mấy trăng xa hàng phong cốc, để một mình em giữa núi rừng yêu quạnh nghe cô đơn triểu nặng linh hồn. Hàng phong cốc vắng anh cây đá cũng nghe buồn, những ngày cuối thu sương lam mờ đỉnh núi, em âm thầm trong đợi một người xa. Nhưng bên em chỉ có gió heo mai trở lành, một cánh chim về muộn cuối chân mây. Người đi từ đổ vào sương và buồn bã đến thế, còn đại sư ca đâu, sẽ không an ủi dỗ về em? Đại sư ca vẫn an ủi dỗ về, nhưng lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ. Vì em đã yêu anh. Đừng, Bích Tuyền ơi, em hãy nhìn kia một nụ hoa hàm tiêu sắp mở hồn ra mà trải nắng dầm sương. Lòng ngất say chờ gió đợi tỏa hương mà vội vã không về được mưa mai gió chương. Ôm trọn mộng trong cánh non yêu mong phòng dù nắng sương nào thương tiếc cánh hoa mềm. Nắng trong dương cũng đủ làm đẹp hương mặt trời rực rỡ, khoảng cách quá xa xôi càng đau tâm sự tắt ánh mặt trời là sơi xác cánh hoa xuân.
kìa, đại sư ca. Đại sư ca đến từ bao giờ? Đến đây từ lúc em gục khóc. Đại ca, đại ca có nghe gì không? Đại ca nghe thèm một bình rượu ấm. Đại ca nghe thèm một lời tâm sự giữa sương khuya. Đại ca, gặp tiểu đệ đại ca không mừng sao? À, đại ca mừng lắm chứ. Thôi, tiểu đệ biết rồi. Tiểu đệ đã vô tình làm đại sư ca buồn bã, nhưng lòng của tiểu đệ lúc nào cũng thương tưởng đại sư ca. Như một thâm tình đã sớt kia, dù mai này chia phôi, đường vàng nẻo xa xôi. Em vẫn giữ trong lòng một tình cảm vuông tròn, những kỷ niệm vui buồn của thời sống bên như một người em gái mà thôi. Sơn ca, em đừng nói gì nữa cả, hãy theo đại sư ca về Hàng Phong Cốc. Đại sư ca thưa giùm cùng sư phụ, em sẽ hoàn thành sứ mạng chiếm lại nửa bức mật đồ. Chúng ta về đi Tuyền sư muội. Sơn ca. Chủ quán, tới chừng nào tôi mới có rượu uống? Đồ tiểu quỷ, bài đã thất tình rồi uống rượu giải sầu giải muộn, đi chỗ khác chơi. Cái ban chủ Phùng Lão Bối, đừng đóng kịch với ta hà nữa. Chưa uống rượu mà đã sai, nói bậy nói bạ. Xuất yêu. Dừng tay lại. Gậy đánh chó đã xác nhận địa vị của Phùng ban chủ rồi đó. Tổ bà đó, ta mắc kế cái thằng quỷ nhỏ này rồi. Mày là kẻ đầu tiên lừa gạt được tao. Ở đó đi, tao đem rượu quý ra mời khỏi trả tiền. Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay? À, tốt lắm. Uống rượu mà thiếu bằng hữu thì rượu cũng mất ngon. À, xin mời quân đài an tọa. Rượu đi. Rượu hoàng cúc mà uống bằng chung phỉ thúy thì uống mãi quên thôi. Ta lấy nó ngon. Ủa, còn thằng nhỏ nào đây? Dạ, đây là người bạn mới của tại hạ, sẽ cùng chúng ta đón ấm hôm nay. Sao không rủ luôn bà con cô bác mày tới đây luôn thế? Rượu lúc này mắc lắm nha con. Thôi, nếu lão bối không bằng lòng thì tụi này đi tìm chỗ khác uống. Dừng lại nữa, tao không cho mày đi đâu hết. Ở đây uống rượu với tao. Uống rượu với ông không có gì đi bu, uống phải có bạn có bè mới có người vui ấm. À, phải không huynh đài? Dạ dạ đúng vậy, như vậy. Tao nói mặt tao, uống thì cứ uống. Nếu hết bầu này, tao kiếm thêm bầu khác nữa. Vậy phải tốt không? Huynh đài hãy uống ly cho vui và kẻ đại đồng. Con sao vô phép quá chừng, tao chưa uống ly nào nó đã uống sạch chân. Rượu có ngon thì tối này mới uống.
rốt hoài và rốt mày. Hãy tiếp tục uống thêm cho men rượu say nồng. Xin ba ta thầm tình để không bao giờ quên được buổi hôm nay. Uống cho thật là say, cho thấm đẫm nghĩa kim bằng. Trời hỡi ông trời, nó không thèm nói tới mặt tôi. Cô bé ở đó uống đi, kiếm thêm ít bầu nữa. Tại hạ tên Tần Lĩnh Sơn, xin huynh đài cho biết cao danh quý tánh. Ê, sao đại huynh lại tròn gia tiểu đệ? Có làm sao, chúng ta sẽ cùng nhau kết nghĩa. Ý không được đâu, tiểu đệ vậy sao kết nghĩa được? Tứ hải giai huynh đệ mà. Đại huynh làm nhục tiểu muội rồi đó. À, thì ra huynh đài là gái. Tại hạ muôn vàng đắc tội, bây giờ xin cáo biệt. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, Sơn ca đành vội vã bỏ đi sau. Hãy ở lại chia nhau vài mẫu chuyện, rồi sáng mai mỗi kẻ một phương. Trời có gì vướng bận nhau đâu, chia sớt chút tương sầu. Của lần đầu tiên mình gặp gỡ, hầu lưu giữ sau này vài kỷ niệm của ngày xa xưa. Trời của tôi có gì đáng quý tha sầu thế tiếc. Hai ngoảnh mặt về, một vùng khói lửa tan quang. Sơn ca có tiếc thương cũng đã muộn màng, những kinh thành vừa đổ nát. Tôi giữ bên lòng hình mình vừa gặp gỡ đêm nay. Một ngày kia Sơn ca sẽ hiểu. Còn bây giờ? Bây giờ chúng ta là đôi chim nhỏ, vừa chắp cánh bay vào khoảng tối mù xa. Phen này thì lão cho bọn bay gục hết. Ủa, còn con nhỏ nào đây? Đây là bạn gái của tại hạ. Từ giờ tới mai mày còn rủ tới đây mấy chục mạng nữa mày. Bộ rượu không có vốn sao mà một chút mày dẫn tới một đứa, chút mày dẫn tới đứa. Lão bảo hãy an lòng, đây là người bạn cuối cùng của tại hạ, và tuần rượu này là tuần rượu chót của đêm nay. Đây là chúng rượu ân tình sau cuối,
tặng cho người lưu niệm đến ngàn sau. Thôi nhé, đêm nay trời trở gió, có cơn bão nhỏ rớt đâu đây, ta nghe rượu đắng lời tâm sự. Mai mốt em về ta vẫn say. Tổ bà bọn nào tới đây phá vỡ cuộc vui, để đó ta đâu phá. Quân Mông Cổ, anh phải tiếp tay Phùng Lão Bối. Sơn ca, đừng giết họ. Tại sao? Tại vì họ không phải là kẻ thù của Tiểu Mùi. Khốn nạn, từ đây về sau ta với nàng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sơn ca, quận chúa, sao quận chúa lại quyến luyến với một gã con trai người tống? Đó là quỷ kế của ta, hắn sẽ sa vào lưới rập. Chính quận chúa sẽ sa vào lưới rập ái tình. Câm, các người hãy đi hết đi, đi hết đi. Có lẽ gã nói đúng, chính ta mới là kẻ sa vào lưới rập. Sơn ca, Sơn ca ơi, tình yêu đã giết chết bao xuyên rồi. Sơn môn của gia sư thật là một điều vạn hạnh. Gió lành gió dữ, vạn hạnh và thập hạnh cho con mẹ gì. Ta tìm đến trao cho sư phụ mày cái củ nợ này cho rồi. Thọc cấp thì dễ gì mất được đâu. Đâu mất rồi kìa, nửa bức mất rồi. Tội cha nó, cái thằng tiểu quỷ này chứ không ai hết. Lão tiền bối nói sao? Nửa bức mất đồ. Rồi Rồi cái thằng tiểu quỷ nào mà vãn bối không hiểu gì hết? Tổ cha nó, cái câu chuyện của ta mới xảy ra từ hôm qua. Câu chuyện gì xảy ra với tiền bối? Chuyện từ hôm qua mới vừa xảy ra. Ta nghĩ mà ta đi tức thua đi một thằng kẻ con, phải đẩy nó mấy bầu rượu ngon. Xin lão tiền bối hãy dằn lòng nóng giận và nói cho vãn bối rõ đầu đuôi. Chuyện như vậy mà dằn sao được, ta thu mua cái thằng lạnh con quỷ quái, nó lừa ta mà lấy mất bức mật đồ. Trời ơi, mật đồ mất đi thì hy vọng hơn chắc cũng không
còn thảm họa cái xé tâm hồn. Tại hạ phải đi tìm dù gốc đĩa chân mây. Khoan, nhỏ ơi, con chưa đủ sức đủ tài. Nhưng tôi có một tấm lòng. Một tấm lòng thì có được gì đâu. Bộ mày muốn để cho con bé Lý Hồng Miên ở giá sao mà định chạm mặt với tụi nó? Ở đây đi, để ta đi tìm cái thằng chó chết cho. Đợi một chút, con nhỏ Lý Hồng Miên nó tới bây giờ. Kìa, Bích Tuyền sư muội, sao em cứ mãi âu sầu ủ rũ? À, nghĩa là em vẫn còn thương nhớ nhị sư ca. Phải, làm sao em quên được? Làm sao em quên được? Cũng như anh, làm sao anh quên được tâm sự một người lỡ cuộc, đừng bơ vơ trên bến giăng đợi đò sang. Đại sư ca, đại sư ca đừng nói nữa. Đừng làm sao được? Đó là tâm sự cô đơn của kẻ sầu thương nâng niu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mù xa như sương khói quyền lưng trời. Xin lưu giữ cho nhau chút mộng mị trong đời, rồi mai đây anh sẽ ra đi vĩnh viễn rượu đắng trình tâm tiếng một lần thôi. Xin em hãy lưu giữ chút tình đơn món gọi là niềm an ủi kẻ ra đi, hãy để cho anh nhìn trọn một lần. Xin giữ trọn một hình ảnh mà anh từng dắt chiều thương nhớ âm thầm. Đại ca, xin đại ca đừng nói lời tuyệt vọng. Lòng em bao giờ cũng quý mến đại ca. Cảm ơn sư muội, nhưng càng ở lại anh càng buồn khô. Hãy để anh rời bỏ dùng kỷ niệm đau thương. Đại ca, đại ca định đi đâu? Chưa biết rằng sẽ đi về đâu, nhưng xa lắm. Còn nơi đây, nhị đệ sẽ trở lại với em. Anh là kẻ thừa thãi đáng thương. Xin gia biệt. Cao huynh. À kìa, Lý cô nương. Em đã tìm kiếm Cao huynh suốt mấy đêm ngày, gặp được Cao huynh em mừng hết sức vậy đó. Cô nương tìm tôi có việc gì chăng? Có chứ. Ờ, việc gì thế hả cô nương? Dạ việc... việc... Ủa mà Phùng sư bá chưa nói sao? Ờ, à, có nói gì đâu. Vậy thì em nói ha. Vâng. Ờ, à, mà thôi đừng nói nữa. Lý cô nương ơi, tôi đã trót yêu rồi. Cao huynh đã yêu ai? Tuyền sư muội của tôi. Trời ơi, tôi lặn lội về đây tìm kiếm Cao huynh với một tâm tư đầy thương nhớ. Nhưng ước mong từ đây đành gửi theo mây theo gió lạnh xa. Gặp gỡ với bao nhiêu niềm mà ao ước bâng khuâng. Cao huynh ơi, em chỉ buồn cho thân phận của em, kẻ đến muộn thì đành về muộn. Mang thương nhớ cũng không tròn thương nhớ, ước vọng tương lai thêm buồn ba kiếp qua thời. Cô nương ơi, xin đừng quá ưu tư buồn thảm, vì lòng tôi không thảm buồn nào khác cô nương. Nghĩa là sao khởi câu?
khác vừa yêu vừa khổ lý giấc mơ ở đâu. Mong mày yêu đương xin gửi lại cho đời, tôi sẽ vẫn là một cánh chim đơn lẻ, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm thân yêu. Xin Lý Hồng Miên hãy quên bỏ tôi đi để gìn giữ tương lai nhiều mong đẹp. Đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác lá rụng quanh đường. Cao huynh, xin đừng để đau thương làm hao mòn nghị lực, đừng nên quá thảm buồn vì yêu đương tuyệt vọng, để đặt hết tinh thần vào đau khổ của quê hương. Xin đa tạ những lời vàng ngọc của cao huynh đã đánh thức tôi sau một cơn mê ngủ. Tôi sẽ đem niềm đau riêng tâm sự mà tìm quên trong niềm đau chung của non sông. Xin tạm biệt cao huynh và mọi người. Lý cô nương, nhị sư ca, Tuyền sư muội lại đối xử tệ bạc với cao nguyên mình đại sư ca. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không nghe lời dặn bảo của ngũ ca? Tại vì nhị sư ca không thấy em đang buồn khổ đây sao? Tần Lĩnh Sơn, sao ông không nói một lời an ủi người ta? Kìa quận chúa Mông Cổ. Phải, tôi đến đây để đòi ông một món nợ. Nhị sư ca, tại sao sư ca làm như vậy? Ngũ ca có làm gì đâu. Nhị sư ca làm gì mà lại đi vay nợ của người Mông Cổ? Hồi nào đâu. Hồi đó đó, ông quên rồi sao? Quên cái gì? Một chiều khi lá cuối thu rụng đầy trên thảm cỏ, khách diễn hành quên cả lối về xưa, tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn sao xuyên kẻ lên đường. Và bóng chiều xuống lạnh buồn sương, trời ơi con gái gì mà không biết thẹn, tôi có bao giờ hứa hẹn. Thôi đi, tôi đã biết tâm của nhị sư ca, đừng chối quanh tội đa tình. Anh đâu có tội tình gì. Thôi ông ơi đừng dối dàng, nói hôm nay lui. Xin tuân lệnh. Tần Lĩnh Sơn, ông có nghe không, những thiên sứ Mông Cổ đang dây chặt Hàng Phong Cốc, ông chỉ có một con đường để thoát mà thôi, lại giao nạp cho ta nửa bức mật đồ. Giao nạp nửa bức mật đồ cho người Mông Cổ? Không, không bao giờ. Tiền Nguy, em hãy vào ẩn trong sơn động để anh chống ngăn bọn thiên sứ Mông Cổ. Không, em ở lại cùng nhị sư ca. Chỉ làm bận miệng cho ngu ca, hãy đi đi. Lĩnh Sơn, lần chốt tôi khuyên ông ấy giao nạp nửa bức mật đồ, tôi hứa sẽ bảo toàn sinh mạng cho ông. Vô ích, quận chúa hãy xem đây. Quận chúa đã rơi khăn bao mặt. Ô kìa, Hồ Muội. Sơn ca. Hồ Muội của ta lại là quận chúa Mông Cổ. Thôi, bây giờ thì không còn gì nữa, nợ của bà tôi xin trả đủ hôm nay. Sơn Lăng Bảo Xuyên ơi, chúng ta là hai vì sao lạc, là nước đôi dòng, là gió hai phương. Nàng có sa mạc quê hương gió cuốn bụi mù, tôi còn sông núi trung nguyên hoa vàng lá thắm.
loại nhãn từ phương Nam còn chở sầu về biển Bắc. Nhưng duyên tình mình đành vĩnh viễn chia xa. Hỏi qua ngờ sầu xưa tan vỡ từ bao giờ. Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời, tình yêu ấy không còn lưu giữ được bận biểu làm gì, chỉ buồn người ba còn có quê hương mong cổ chi cát vàng xa mạc quang du. Anh còn đồng cỏ trung nguyên nhiều mến, chôn chặt muôn đời đi bên nước đi phù sa. Chúng ta hãy gạt bỏ biên cương, anh và em hãy đưa nhau về một phương trời khác. Bảo Xuyên ơi, mối tình của chúng ta không đoạn cuối, càng gặp nhau càng khổ hận nhiều hơn. Xuyên muốn nhìn lại anh một vài giây phút nữa, cho niềm ưu tư vơi bớt ở lòng em. Em hãy nhìn đi, này mắt, này môi, này bàn tay lừa luyến, xin một lần lao lệ nửa đêm cho tim anh ướp lệ tình yêu, nghe dịu dịu bên tai từng hơi thở như ngập ngừng như nức nở nỗi niềm đau. Đó là lúc mình không còn gì cho nhau nữa, chỉ âm thầm chấp nhận cuộc chia ly. Có mùa thu với từng sông đưa tiễn xác qua mèo. Sơn ơi còn gì nữa, Linh Sơn ơi, hãy nép vào anh truyền hơi thở cho em về bên ấy gió và mây. Quê hương mong cổ sầu quán tật, trăng nước giang nam ngấn lệ đầy sơn lan hồ muôn. Kìa, đứa bức mặt đồ đã chào tay Mông Cổ, hãy trả lại cho ta. Không bao giờ, vì tôi sẽ chống ngăn để bảo vệ nửa bức mặt đồ này đem về cho Mông Cổ. Ta sẽ giết hết người Mông Cổ để cướp lại nửa bức mặt đồ. Sơn lan, chàng sẽ giết cả em sao? Bảo Xuyên, sơn ca. Tình yêu thôi đã rời kẹo sơn, đành xa cách nhau từ đây. Đôi lứa đôi trời nắng sâu, giờ ta từ phút giây ngàn thu
ta dứt tình đành quên luyến lưu bao ngày qua. Sơn ơi, đây là dòng nước mắt, là trái tim đau, xin ân cần lao lệ cho nhau một lần sau cuối. Rồi Sơn sẽ dấn thân vào trong cát bụi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu. Bỗng nhiên sao đôi mắt lệ lại đầm đìa, nhớ linh cảm một mùa xuân đã chết, tôi qua niên rồi chôn lành xuống mồ sâu. Từ bây giờ hai đứa sẽ xa nhau, đường sông núi cách ngắn hai trận tuyến, em không biết có được quay về chia ly đời đôi ngả. Chỉ còn giây phút với em thôi. Sơn ơi, lần đầu tiên trong đời con gái, em mới biết thế nào là khổ lụy của tình yêu. Vừa xúc động với mối tình đầu chớm nở thì cũng chôn vùi trong đáy quyền ly tan. Nếu mai này không còn thấy bão xuyên, anh hãy rủi ngựa một chiều về biên hải và hướng mắt trong dời miền quan tay, nghe từng cơn gió thảm đuối mây sầu. Hồ bao xuyên, đây nửa bức mật đồ mộng lớn của người Mông Cổ, vì tình yêu em trả lại cho anh. Hồ mùi tâu quận chúa, quận chúa đã phản bội lại quyền lợi tối cao của người Mông Cổ rồi. Ngươi đâu hiểu được ý định của ta. Ta muốn trao lại cho hắn là để theo dõi mà tìm ra nửa bức mật đồ còn lại. Lúc đó chỉ cần ra tay là ta chiếm trọn bức mật đồ, thì kho tàng ắt sẽ về ta. Tâu quận chúa, có thật như vậy chăng? Hay rồi sao nửa bức mật đồ quận chúa sẽ trao luôn cho hắn trọn trái tim tình? Rồi chúng ta biết nói sao đây trước đại hạn? Đừng lâu thôi, có việc gì rồi ta sẽ về chịu tội trước thiên triều và phụ hạ. Hãy đi đi. Xin tuân lệnh. Sơn Lan, tình yêu của em là thế đó, Sơn đã dạy của em thêm một món nợ nữa rồi, nhưng em không đòi lại Sơn đâu. Vĩnh biệt. Sao không? Quận chúa, quận chúa ơi, xin quận chúa đừng lo ngại một vết thương nhỏ mọn. Dẫu cho tôi có phải vì quận chúa mà tan nát cả thân danh, tôi há dám nào hối tiếc. Có xa gì một vết thương đau kim
một vết thương nặng hơn nhiều mà tôi còn mang mệnh chẳng rên thang. Bạch Long Sứ, ông nói gì? Đừng lo ngại cho tôi, quận chúa hãy lo cho thân phận của đời mình. Tôi nhớ chăng sư lệnh thiên triều gửi đến, quận chúa đang hoàn thành vì quân pháp bất dĩ thân. Người muốn nhắc ta sư lệnh của thiên triều? Dân, đây là mật chiếu của Kha Hãn. Hồ Bảo Xuyên, theo cấp báo, con đã phạm nhiều lỗi lầm trọng đại, đi ngược với quy điều Mông Cổ, tội đáng tử hình. Nhưng muốn đoái công chuộc tội, con phải tìm cho được trọn bức mật đồ giao về Mông Cổ. Nếu con không làm tròn sứ lệnh, thì phải cấp tốc trở về quan ngoại để thọ tội trước thiên triều. Trời ơi, phụ hoàng! Bây giờ quận chúa chỉ còn có một con đường chọn lựa, hoặc vì tình yêu, hoặc vì sứ mạng thiêng liêng của người Mông Cổ. Phải, ta đã chọn lựa rồi. Cho ai? Cho quê hương Mông Cổ. Bạch Long Sư, hãy triệu lệnh các thiên sứ mai phục kỹ càng chờ lệnh ta, để ta giết một người và đòi về ta một món nợ. Quận chúa, hãy tuân lệnh ta. Xin tuân lệnh. Quận chúa, quận chúa ơi, mà tương xin cúi đầu tuân lệnh. Đêm nay trời bỗng lên cơn bão nhỏ, ta phải về đâu? Ta sẽ về đâu? Tình yêu đã mất, mộng mị tan rồi, đường giống rủi một mình ta cô độc. Nào, thằng nhỏ này xạo quá ta. Tao cô độc hay là mày cô độc? Tôi cô độc. Vậy chứ nhỏ nào đây? Phùng Băng Chủ kỳ quá. Cái gì kỳ? Cao huynh. À, cô nương, tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình ảnh một người yêu. Nhưng người ấy không yêu lại Cao huynh, người ta đang theo đuổi một bóng hình nào khác. Vâng, đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hận trách. Vậy thì Lý Hồng Miên đừng vội trách tôi là một kẻ vô tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy riêng mình khi đã đánh mất một ánh hình tuyệt diệu mà tôi gìn giữ bấy lâu nay. Chợt tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi, tôi lủi thủi đi vào trong mưa bão như một tâm hành thất lạc loài cô độc, không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn. Cao huynh ơi, em hiểu rồi tâm sự của Cao huynh, nỗi niềm đó em cũng đang mang trong tâm. Mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chia nhau niềm đau xót. Hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bâng khuâng, rồi cảm lụy giữa đêm nay. Ngoài kia bỗng nhiên heo may sầu trở lạnh, chợt nhớ mùa thu đã chết rồi. Kẻ diễn hành trong cô độc, chẳng có người yêu mai áo ngự hàng. Cao huynh ơi, đây là tiếng nói sau cùng của một kẻ trọn đời mang khổ lụy. Tình yêu đó em đành dối vàng trả lại,
vừa nghe nghĩ dối phải tàn, đó là số phận của mùa dung. Lý Hồng Miên, Cao Nguyên Bình. Đó, thông cảm nhau rồi phải không? Vậy thì ta đi chỗ khác chơi chứ ở đây hơi dư. Phùng lão bá, người ta có nghĩ gì đến con đâu. Thôi mình đi lão bá. Trời đất ơi, khi không được nó bắt tôi dẫn nó đi tìm thằng nhỏ. Tìm được rồi nó lại bắt dẫn đi. Ủa tao dễ xài lắm hả? Đi lão bá. Đi thì đi. Vĩnh biệt Cao huynh. Lý Hồng Miên, đừng tiếc nuối, hãy trở về với đại cuộc hôm nay. Quận chúa Mông Cổ. Phải, ta đã biết rõ tâm sự tráng sĩ. Ta muốn giúp tráng sĩ một tay mà tranh giành tình yêu. Bằng cách nào? Quý phục Mông Cổ và giết cả bọn Lĩnh Sơn Sơn. Giết Lĩnh Sơn và quy hàng Mông Cổ. Không bao giờ, vì đó là ước vọng của ta. Đừng bày trò xáo thịt nồi da. Nhà ngươi thật là cụ cờ ngu dại. Thảo nào mà chẳng để mất tình yêu. Cứ lẩn quẩn trong vùng tuyết vọng. Ta chấp nhận rồi điều đau thương buồn khổ. Thà vậy còn hơn để họ chịu đau buồn. Nào? Một là quy phục thiên triều. Còn hai là phải chết tại nơi đây. Quy hàng Mông Cổ, điều đó chẳng có bao giờ. Ta đây đã quyết định rồi, không có gì thay đổi được đâu. Thiên sư ra tay. Ngươi đã lọt vào tầm lưới sắt kiên cố rồi. Thân ngươi giờ đây đã nằm trong tay ta. Đồ hèn. Bọn Mông Cổ, hãy giết ta đi, chớ đừng mong ta hàng phục. Hãy giam gã vào thạch động chờ lĩnh ta. Tâu quận chúa. Gì nữa đây? Tôi vừa nhìn thấy một hạ cát trong mắt quận chúa. Nhà ngươi muốn nói gì? Tôi muốn nói quận chúa bắt đầu thương yêu nói sông Trung Quốc mà quên sa mạc cát vàng và gió ngựa Mông Cổ liệt cơ quanh ôm chọc không trời xanh. Bạch Long Sư, ngươi quên địa chỉ của ngươi rồi. Sao quần nương không giết tên giặc khác mọi người rồi sẽ tài tâu nơi đây cả Bích Tuyền và Tần Lĩnh Sơn. Vì mật đồ đang giấu giữa chùa quan. Người muốn trái lệnh của ta chăng? Quân nương ơi, lòng của kẻ hầu hạ tôn thờ chỉ biết có một điều là nhất nhất tuân theo. Kìa, có người đến. Thôi hãy tìm chỗ ẩn cho mau. Đại sứ ca, ngôi chùa này quang vắng quá. Chuyện chinh ly loạn đã làm cho quê hương mình điêu tàn và hoang vắng. Bao giờ mình trở lại Giang Nam? Khi đã tìm xong trọn bức mật đồ và phải tìm cho được đại sư ca. Nhưng đại sư ca đã ra đi biển biệt. Dù góc biển chân mây, ta cũng phải tìm cho được. Để làm gì? Để cho đại ca hiểu được tâm tình của anh mang mệnh. Và cũng để cho đại ca cùng sư muội vui chân sanh bước chung đôi trên đoạn đường trần. Cả hai không phải lẻ loi. Nghệ sư ca nè, mũi hai nghe anh đừng ngắt lời chân thành hôm nay. Còn lời anh đã quên rồi hay sao?
cần bình liên thủ hợp thành lôi phong kim trận mới đủ sức mà đương cự bọn rợ mong hầu bao dễ lẫn nhau trong cuộc hành trình về giang nam. Trời trời ơi, Tuyền Mùi ơi, em mới hiểu cho anh. Anh nặng lòng yêu một cô gái khác và mối tình quằn quại chưa biết sẽ về đâu. Nhị sư ca, nhị ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai. Bảo Xuyên quận chúa. Trời ơi, nhị sư ca đã yêu một người con gái đang dẫn quân về chà nát quê hương xứ sở, thì còn gì đâu ước vọng tình yêu mà em hoài mong chờ đợi thuở ban đầu. Sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng Tuyền sư muội phải lấy chồng để cao nguyên mình được hiểu rõ lòng anh và sư phụ cũng yên lòng nơi chung suy. Dẫn dơ, hãy lo hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Theo lời sư phụ thì ta xoay chữ vàng giữa ngực bức tượng Phật sẽ thấy được chỗ giấu nửa bức mật đồ còn lại. Ta đã có trong tay trọn bức mật đồ, thế là ta đã hoàn thành ước nguyện mà sư phụ đã nặng lòng lo lắng ưu tư. Nhị sư ca, sáng mai chúng mình hãy về Giang Nam thật sớm. Không, muội phải cắt tóc trở lại thành Tương Dương để tìm cho ra đại sư ca. Trời ơi, Ngu biết tìm sao ra đại sư ca biệt bóng phương trời. Bây giờ em hãy tìm đến Phùng ban chủ, nói Ngu ca cần tìm đại sư ca, ông ấy sẽ lo lắng hết cho em. Nhưng còn anh? Anh sẽ chờ đợi em tại nơi này. Em hãy cố gắng về cho thật sớm nhé. Thôi em đi đi. Thưa vâng. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuồng mịt mờ chân diễn xứ, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi kỷ niệm cũng mù xa, Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu, ta gối đầu thèm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên thùy. Sau đêm này và ngàn đêm nữa đi em.
tại sao em lại là người Mông Cổ? Hãy theo anh đi xa vùng trời đất này để được trọn vẹn yêu nhau. Ngủ đi anh, hãy ngủ đi một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ. Rồi đứng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mộng mị đêm nay rồi xa cách trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt đêm cô liêu phủ lạnh mây chùa quan. Chỉ còn giây phút nữa mình sẽ xa nhau như mùa thu chết lần trên sắc lăng, làm náo nùng trời trời mấy cành khô, và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là mộng ảo. Quận chúa, xin quận chúa hãy gạt bỏ tình riêng mà lo tròn nhiệm vụ. Vậy ta phải vì nhiệm vụ, vì quê hương đất nước, hãy lui ra. Quận chúa còn chần chờ gì nữa chứ? Hãy cho ta xin một vài giây phút nữa thôi. Thưa quận chúa, mà thân biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng, nên giây phút này đây là một giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường, để kết thúc một mối tình thơ mộng của hai người trong cuộc sắp ly tan. Thì thôi quận chúa hãy ráng giữ cho tròn đêm tống biệt, mà tương có thể chờ đợi đến bình minh, và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nói liền nhiệm vụ với tình. Hãy đợi ta đến bình minh, ta sẽ thi hành giết tên giặc Tống cướp lại bức mật đồ. Được rồi, hãy lui ra đi. Lĩnh Sơn, Lĩnh Sơn ơi, chúng mình đã đến giờ vĩnh biệt. Hãy cho em nắm lấy bàn tay và ôm em nhìn anh một lần sau cuối. Bà, thì ra là bà. Bà đến đây định hành thích ta chăng? Không. Bà định lấy trọn bức mặt đồ? Không. Bà nên nhớ, hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hoặc bà chết vì quê hương Mông Cổ, hai chúng ta chỉ có thế mà thôi. Thì ông còn đợi gì mà chẳng tua kiếm đi. Tôi đang chờ hành động của bà trước. Được lắm, các thiên sứ đâu? Khoan, hãy lui vào trong chờ ta giây phút nữa. Thưa quận chúa, trời đã sắp bình minh. Bạch Long Sứ, hãy vào trong và cho thủ hạ mang cho ta một bình rượu với hai chung. Thưa quận chúa, hãy đi ngay. Xin tuân lệnh. Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc. Điều gì nàng cứ nói. Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ. Sơn ca hãy quên đi mối thù chúng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quan lãnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt. Rồi sau đó hận thù ngăn nèo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa. Thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay.
hoàng cảnh trai ngang. Làm giang dở ly tàn, chia cách nhau mỗi đứa một con đường. Bảo Xuyên ơi, mà lòng anh như quất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh. Bảo Xuyên ơi, anh bùi ngùi thương về phương ấy à, chỉ thấy xa xa khói sương văng mù mịt à, và mùa thu à, đã chết đi từ hôm nào. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo Xuyên ơi, định mạng sao phù phàng sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình. Hãy uống đi hồ mùi người con gái tôi yêu.
và Tu Kim đi hỏi Bảo Xuyên quận chúa. Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các thiện sư đại mong, khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dướng đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn gian dần đâu đây. Lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn ca đắng, nước mắt nào dưng sâu. Ôi tôi buồn lệ tràn, rượu càng chung giá từ nâng chén lòng dương sầu. Chén chia tay giá từ cay đắng, gót chén nồng giá từ. Thôi oán thù ngàn đường. Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã. Kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã, tiếng người đi dạng kỹ không về. Chiến thắng vinh quang sao mắt lệ đầm đìa, sao trời xanh hai ta không cùng chung với tuyến cho quán thù ngăn lối tình yêu. Sao em là trang võ tướng mà không là một cô gái tầm thường dệt mộng ươm mơ, để có thể cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng sống bên nhau cho đến trọn đời. Các thiên sứ đang nóng lòng chờ lệnh. Chờ lệnh của ta? Vâng. Sơn ca vĩnh biệt. Tử quyết trận bắt đầu. Bảo Xuyên chết. Bảo Xuyên, cao nguyên bình đại ca, đại ca đã giết Bảo Xuyên rồi. Sơn ca.
Sơn đệ ơi, ta còn biết phải làm sao khi nàng đã toan xuống tay sát hại em khi em vừa buông tay kim. Và ân tình kia dấu nặng bằng non thì nở núi sông lại thâm sâu hơn biển rồng sông đầy. Trước tình cánh đớn đau này, trên ngã rẽ đau lòng, chúng ta đành phải chọn một con đường. Cao nguyên mình đường hướng anh dẫu vô tình, nhưng đã giúp em vẹn chung tình. Chờ em đâu sẽ xuống mạnh tay. Trần thế một mình em phải sống sao đây? Bảo Duyên ơi, còn nói gì đây? Lời vinh điệt trong tay anh ôm trọn xác thân nàng, mà nghe như ôm trọn một trời tan thương. Bảo Xuyên, xin nàng hãy tha lỗi cho ta. Anh yên tâm, dầu có yêu thương nhau thế nào rồi cũng có ngày này. Vì biến cương thù hận đã chia rẽ chúng ta từ bao giờ rồi. Đại sư ca, tại sao anh lại về được đúng lúc này? Anh đã bị thiên sứ Mông Cổ săn cặp, rồi sao anh thoát về đây được? Chính Bảo Xuyên đã giải thoát cho anh. Trời ơi, Bảo Xuyên! Hồ Bảo Xuyên, Sơn ca ơi, đó là định số em đã nói với anh từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Bảo Xuyên, Sơn ca, Sơn ca ơi, em nằm đây gối trọn tiếng tình. Giờ sầu tư vời vợi nhớ thương về. Chưa trọn yêu thương sao em đã vội chia lìa? Em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết mình sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trống trải, quanh mặt nhìn mây núi chập chùng xa. Nhưng nếu đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa, còn in đậm giấc mơ nào? Thank you.
Sơn ca hãy gọi em là Hồ Bụi. Như ngày đầu mình gặp gỡ, như ngày đầu hai đứa mới vào yêu. Hồ Bụi, Sơn ca, kể từ đây oán thù không còn ngăn lối, không ai có thể buộc em phải xa anh. Sơn ca, hãy ôm em vào lòng lần sau cuối, để em nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của Sơn ca. Sơn ca, em yêu anh. Bảo Xuyên, Bảo Xuyên, Bảo Xuyên ơi, ngủ đi em, ngàn thu không trở về. Ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hận. Anh sẽ đưa em về Ái Nhàn, ru em vào giấc ngủ thiên.